Trình thời sự hôm nay, thưa quý vị, đến tham dự hội nghị giao ban báo chí vào ngày 20 tháng 6 vừa qua tại Hà Nội, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu rằng báo chí trong nước đang bị mạng xã hội dẫn dắt. Ý kiến của ông Võ Văn Thưởng được các nhà báo, bloggers tự do trong nước tiếp nhận như thế nào? Mời quý vị theo dõi. Năm 2011, trong bài phát biểu độc tài hội nghị ảnh hưởng của truyền thông xã hội đối với báo chí tổ chức tại Mỹ, nhà báo nổi tiếng người Pháp John Quatrem cho biết ông đã sử dụng các kênh truyền thông mạng như blog, Facebook, Twitter để đăng tải những nội dung bị tránh né, từ chối bởi các cơ quan truyền thông khác. Ông bảo thêm phải làm việc này vì rất nhiều độc giả cần những tin tức bị chối bỏ. Do đó, nhận định của ông trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng có lẽ không phải là mới lạ trong thời đại có thể được xem là đỉnh cao của truyền thông mạng xã hội. Thế nhưng, thời gian không phải là vấn đề được mang ra tranh cãi trong phát biểu của ông Võ Văn Thưởng, thay vào đó là những ý kiến về nguyên nhân vì sao có tình trạng như thế. Nhà báo tự do Vũ Bình, người bất đồng chính kiến, từng bị nhà nước Việt Nam tuyên án 7 năm tù giam vì cáo buộc tội gián điệp, cho biết ông đồng ý với nhận định của ông Võ Văn Thưởng. À, vâng, nếu mà nhìn nhận khách quan thì điều đó là đúng, bởi vì lý do là như thế này. Lý do là những thông tin trên mạng xã hội là thứ nhất là nó nóng hổi, bởi vì mỗi một người là người ta có tin là người ta đăng lên ngay, họ không qua kiểm duyệt, không có mất thời gian. Và thứ hai nữa là phần lớn là những cái người mà đăng tin có uy tín ấy, nhiều người theo dõi, nhiều bạn bè thì là cái thông tin là tương đối là khách quan, trung thực. Theo nhà báo tự do Vũ Bình, khi có nhiều đối tượng đăng tin như thế, thì việc dẫn dắt độc giả nghiêng về các trang mạng xã hội là điều tất yếu. Một khía cạnh khác về từ dẫn dắt được hiểu theo phân tích của nhà báo tự do Vũ Bình, đó là nội dung thông tin trong bài viết của báo chí hiện tại không được xuất phát chính xác từ bản chất của thời sự. Tôi nghĩ là cái từ dẫn dắt thì nó có cả cái khía cạnh khác. Ví dụ như thế này, cái sự phân tích nó khách quan mà nó trung thực. Đấy, chứ nó không bị là định hướng và nó không bị là ban tuyên giáo người ta định hướng, người ta chỉ bảo nói dẫn rất là theo cái nghĩa đó, là tôi nghĩ là rất là khả dĩ, rất là hợp. Ông cho rằng những cây bút tự do, trong đó có cả bloggers, thường có những phân tích khách quan, trung thực và công bằng. Điều này đã thu hút độc giả và cả báo chí quốc doanh. Thế mà bây giờ báo chí cứ viết theo cái lối tuyên truyền thì sẽ rất là ít độc giả. Thế thì đành phải đi tìm những cái thông tin ở trên cái mạng xã hội, rồi tìm những cái lập luận hoặc là tìm những cái đánh giá khách quan ở trên những cái mạng xã hội để viết theo hoặc là bắt chước. Đấy, thì cho nên là cái việc đó là tôi nghĩ là nó rất là hợp lý thôi. Cũng tại hội nghị giao ban báo chí, ông Võ Văn Thưởng có nêu lên tình trạng đưa tin, đăng bài rồi rút xuống ngay sau đó. Những động thái này càng làm cho độc giả đặt câu hỏi về tính khách quan của báo chí nhà nước. Liệu thông tin đã đăng có chính xác hay không, hay vì không chính xác nên phải rút xuống? Đây chính là điểm được nhà báo tự do Vũ Bình cho là giới hạn của tính khách quan mà người đọc được quyền đòi hỏi ở các hệ thống truyền thông, kể cả báo chí do nhà nước quản lý. Cái sự khách quan thì nó dừng lại ở cái định hướng của ban tuyên giáo, còn nói chung là của Đảng Cộng sản, và nó làm lợi cho cái nhà cầm quyền hiện nay. Nhà báo độc lập, blogger Trương Duy Nhất, chủ trang mạng Một Góc Nhìn Khác, chia sẻ ý kiến của ông về định hướng của báo chí quốc doanh xưa nay. Báo chí Việt Nam là báo chí lâu nay là để bị nhốt trong một cái lồng rồi. Cho nó bị nhốt trong lồng mới thả báo chí ra, thì báo chí là tôi nghĩ trong cái tình thế này báo chí cũng là một cái kênh để tiết chế một phần nào đó cái chuyện đó. Gần đây nhất, những ai theo dõi chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều biết đến câu chuyện cây đèn Hoa Kỳ, quốc phẩm được đề xuất thực hiện để mang tặng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Hình dáng chi tiết của món quà được báo trong nước đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng vài giờ sau đó, toàn bộ các báo mạng đồng loạt rút bài. Sự việc này tạo nên một làn sóng tranh luận khôi hài trên các trang mạng xã hội với những suy đoán về lý do vì sao tất cả những bài viết liên quan đến cây đèn Hoa Kỳ đều bị lấy xuống. Một trong những suy đoán đó là của nhà báo Huỳnh Ngọc Trên. Ông cho rằng thiết kế của cây đèn Hoa Kỳ có một chi tiết sai, chính là quốc kỳ của nước Mỹ trên thân đèn. Và một chi tiết nữa mà theo tôi nhé, mà phải dỡ bỏ một đó là cái lá cờ Mỹ trên cái đèn nó bị sai. Cái lá cờ của Mỹ là nó có 7 cái vạch màu đỏ, trong đó có 3 cái vạch
bốn cái mặt đầu tiên đó phải là bằng đi cái khung tranh của các ngôi sao, trong khi thì cái lá cờ mà in lên cái đèn chỉ thấy hai là ba vật màu đỏ là bằng cái khung tranh. Lý giải nguyên nhân của những tình trạng rút bài sau thời gian đăng tải không bao lâu, nhà báo Tự Do Vũ Bình cho rằng do ban tuyên giáo chưa kịp định hướng. Cái dàn khoan HD981 vừa mới vào Biển Đông mà chưa kịp định hướng thì cứ nghĩ là sẽ được đăng bình thường thì các báo đăng lên. Thế nhưng mà ở trên thì lúc ấy bắt đầu là mới cập nhật tin tức và mới họp hành thì mới biết là cái chuyện này là không nên đưa, nó không có lợi cho nhà cầm quyền. Thế là người đầu mới đưa ra những cái thông báo, những cái cấm đoán sau. Trong tình huống đó, chính mạng xã hội lại là công cụ truyền thông đưa người dân đến với thông tin đó. Cư dân mạng chụp lại hoặc sao chép lại nội dung của bài báo trước khi bị tháo khỏi mặt trận thông tin chính thống của ban tuyên giáo, và sau đó họ truyền nhau bằng các công cụ mạng xã hội. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Đức An, giảng viên cao cấp ngành báo chí tại Đại học Bournemouth ở Anh, có đăng tải một bài viết trên báo Tuổi Trẻ trong nước chia sẻ quan điểm của ông về mạng xã hội. Ông đưa ra một cách nhìn khác từ cái bất lợi của những nguồn tin chưa được kiểm chứng do cộng đồng mạng truyền nhau. Ông cho rằng vai trò của báo chí chính thống vẫn đặc biệt quan trọng trong thời đại công nghệ số. Thế giới mạng đã đi ngược lại truyền thống. Thường thì báo chí truyền thống lọc thông tin trước khi xuất bản, còn Facebook lại là nơi người ta có quyền xuất bản trước, rồi mới lọc ngược lại người đọc. Người ta cũng có thói quen theo kiểu bầy đàn, tức là dễ tin vào những điều có nhiều người tin vì họ cảm thấy an toàn hơn. Cứ thế, độc giả có xu hướng cuốn theo sự đồng ý hơn là bất đồng. Họ không thể và có khi không muốn nghe ý kiến trái chiều. Phản biện của tiến sĩ Nguyễn Đức An được đưa ra dưới góc nhìn chuyên môn của một ký giả trong một xã hội tự do báo chí. Bởi vì theo nhà báo Tự Do Vũ Bình, ở Việt Nam hiện tại, như một lẽ tự nhiên, người dân không muốn xem và đọc thông tin trên báo chí truyền thống nữa, tạo cơ hội cho các mạng xã hội làm nhiệm vụ thay thế. Tướng Trung Quốc bất ngờ rời Việt Nam. Giới quan sát nhận định rằng việc một quan chức quốc phòng Trung Quốc bất ngờ rời Việt Nam sau khi có tuyên bố cứng rắn khi tới Hà Nội cho thấy dường như sóng gió đang nổi lên trong quan hệ giữa hai nước láng giềng. Báo chí trong nước đưa tin Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long thăm Việt Nam từ ngày 18, rồi dự kiến cùng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đồng chủ trì các hoạt động giao lưu hữu nghị tại tỉnh Lai Châu và Vân Nam ngày 20 tháng 6. Tuy nhiên, theo giới quan sát, ông Phạm đã cắt ngắn chuyến thăm và rời Việt Nam vào chiều tối ngày 18 tháng 6. VOA Việt ngữ đã tìm hiểu trên báo chí Việt Nam thì thấy rằng trong ngày 18 tháng 6, quan chức quốc phòng Trung Quốc này có một loạt các cuộc gặp cấp cao với 3 quan chức trong tứ trụ của Việt Nam, gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phạm cũng hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Sau đó, truyền thông trong nước không thấy đăng tải về hoạt động tiếp theo của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc theo như dự kiến. Một thông báo ngắn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc biết rằng bộ này đã hủy sự kiện dự kiến diễn ra trên biên giới vì các lý do liên quan tới sắp xếp lịch làm việc. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS ở Singapore gọi việc ông Phạm rời Việt Nam sớm là quyết định bất ngờ và rằng đó có thể là chỉ dấu cho thấy sóng gió dường như đang tích tụ trong quan hệ Việt-Trung. Nhà nghiên cứu này cho rằng, từ sau khủng hoảng giàn khoan năm 2014, quan hệ Việt-Trung đã có những bước cải thiện đáng kể, và Hà Nội cũng tăng cường quan hệ với các đối thủ chiến lược của nước này, nhất là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Quan trọng hơn, các sáng kiến hợp tác quốc phòng chi tiết giữa Việt Nam và hai cường quốc đã được nêu bật trong các tuyên bố chung của hai chuyến thăm. Các tuyên bố này cũng nhấn mạnh lập trường chung của Việt Nam với hai cường quốc về vấn đề Biển Đông. Đồng thời Washington và Tokyo cũng đã cung cấp cho Việt Nam các tàu cảnh sát biển và xuồng tuần tra nhằm giúp Việt Nam nâng cao năng lực hàng hải. Tiến sĩ Hiệp viết trên trang ISEAS. Nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế này cho rằng những diễn tiến trên chắc chắn đã làm một số người ở Bắc Kinh khó chịu và có thể đóng một vai trò nào đó trong vụ về nước sớm của tướng Phạm. Cho dù lý do thực sự cho quyết định của tướng Phạm là gì, thì sự cố này cũng không phải là một tín hiệu tích cực cho quan hệ song phương. Vì vậy, một làn sóng căng thẳng mới trong quan hệ song phương là điều có thể xảy ra trong thời gian tới, tiến sĩ Hiệp nhận định. Trong bài tường thuật về chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Tân Hoa Xã nêu một chi tiết đáng chú ý, đó là việc ông Phạm tuyên bố trong cuộc gặp cấp cao với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam rằng Nam Hải, tức Biển Đông, là lãnh thổ Trung Quốc từ thời xa xưa. Đây là lần đầu tiên truyền thông đưa tin về tuyên bố như vậy của quan chức Trung Quốc với Việt Nam. Hôm 21 tháng 6, VOA Việt ngữ đã gửi email tới Bộ Ngoại giao Việt Nam để hỏi xem có đúng là ông Phạm tuyên bố như vậy với ông Lịch hay không
và nếu đúng thì phản ứng của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ra sao, nhưng tới tối cùng ngày vẫn chưa nhận được hồi đáp. Hồi năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng từng tuyên bố như vậy khi trả lời tờ The Wall Street Journal. Đáp lại trả lời VOA tiếng Việt, Chủ tịch Việt Nam khi ấy, ông Trương Tấn Sang nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa thực sự thuộc về Tổ quốc Việt Nam của chúng tôi. Nguyên thủ Việt Nam nói tiếp, người Trung Quốc trong những lần gặp gỡ Việt Nam cũng thường nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc, không gì tranh cãi. Thì người Việt Nam chúng tôi cũng nói lại rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Tổ tiên Việt Nam, không gì tranh cãi. Chắc các câu này các bạn đã nghe suốt. Ông Sang nói thêm, xin trích, vấn đề đặt ra là chúng tôi mong muốn rằng mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng luật pháp quốc tế và con đường duy nhất dẫn đến chỗ đó thôi, chứ không thể nói mãi như thế này được. Một anh đứng ở bên đây sông thì nói là của tôi, và một anh đứng ở bên kia sông thì nói là của anh. Như tôi đã nói với các bạn vừa nãy, trong lúc quá độ, hai bên đều thống nhất 6 nguyên tắc cơ bản để chỉ đạo các vấn đề trên biển. Đúng ngày ông Phạm Trường Long hội đàm với các quan chức hàng đầu của Việt Nam, tờ Hoàn Cầu Thời báo có tư tưởng dân tộc của Trung Quốc đăng một bài xã luận, trong đó nhắc tới chuyến thăm Mỹ và Nhật của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Bài báo có đoạn, xin trích, các chuyến thăm liên tiếp tới Mỹ và Nhật Bản cho thấy sáng kiến của Việt Nam nhằm đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề khu vực. Hoàn Cầu Thời báo viết tiếp rằng, đối mặt với sự trỗi dậy của Trung Quốc, Việt Nam cũng cần phải ve vãn các nước khác ngoài khu vực nhằm khống chế Trung Quốc ở Biển Đông và bảo vệ các quyền lợi của mình. Bài bình luận có đoạn viết tiếp xin trích, tuy nhiên cần phải chỉ ra rằng các chuyến thăm chính thức của ông Phúc sẽ không thay đổi các thực tế chính trị vì đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam quyết tâm duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc với các chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch và Thủ tướng. Trong một diễn biến liên quan khác, hôm 20 tháng 6, Báo Thanh niên của Việt Nam đã rút một bản tin ngắn, trong đó nói rằng giàn khoan của Trung Quốc đang hoạt động phi pháp tại khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán phân định, nhưng không đính chính việc gỡ bỏ bài viết này. Cục Hải sự Trung Quốc hôm 16 tháng 6 thông báo rằng giàn khoan mà Việt Nam gọi là Hải Dương 981 sẽ hoạt động ngay gần cửa Vịnh Bắc Bộ trong 3 tháng, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9 năm nay. Một số diễn tiến gần đây cho thấy mối quan hệ Việt Trung căng thẳng với nguy cơ xung đột có thể xảy ra tại khu vực tranh chấp Biển Đông giữa hai phía. Anh Minh trình bày. Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc, tướng Phạm Trường Long rời Việt Nam ngay trước các hoạt động giao lưu biên giới hai nước, dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 6 mà không cho biết lý do. Ông Phạm Trường Long đến Việt Nam từ ngày 18 đến 19 tháng 6. Báo chí trong nước cho biết, nhân chuyến thăm này, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo giữa hai bộ quốc phòng. Trong chuyến thăm này, ông Phạm Trường Long đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Cả báo chí Trung Quốc lẫn Việt Nam đều có những bài viết cho thấy chuyến thăm thành công. Tân Hoa Xã thậm chí còn trích lời ông Phạm Trường Long nói rằng nhờ sự thúc đẩy mối quan hệ lãnh đạo của hai nước, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển tốt và hợp tác hai bên đã đạt được những kết quả trong nhiều lĩnh vực. Tướng Phạm Trường Long còn nói, Trung Quốc sẵn sàng kết nối sáng kiến vành đai con đường của nước này với kế hoạch hai hành lang một vành đai kinh tế của Việt Nam. Hai bên cũng thảo luận các vấn đề về Biển Đông. Theo Tân Hoa Xã, ông Phạm Trường Long cho biết tình hình Biển Đông đã ổn định trong thời gian qua và đang có hướng tích cực. Ông cũng kêu gọi hai bên tuân thủ những thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước về vấn đề Biển Đông. Theo dự kiến, ông Phạm Trường Long cùng Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch sẽ chủ trì các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ tư tại Lai Châu, Việt Nam và Vân Nam, Trung Quốc từ ngày 20 đến 22 tháng 6. Một số chuyên gia quốc tế cho rằng lý do của quyết định cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam có thể liên quan đến việc Việt Nam mới đây cho phép công ty nước ngoài tiến hành các hoạt động khai thác gần bãi Tư Chính, nơi Trung Quốc cắt cáp tàu khảo sát địa chính của Việt Nam hồi năm 2011. Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc viết cho Đài Á Châu Tự Do qua email nhận định về điều này như sau. Nếu tướng Phạm Trường Long yêu cầu Việt Nam ngừng các hoạt động khai thác dầu tại lô 136/03, thì điều này có thể là một cố gắng nhằm cho thấy Việt Nam đã không tuân thủ các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai đảng. Can thiệp này của tướng Phạm Trường Long sẽ làm Việt Nam khó chịu, vì phía Việt Nam cũng nêu vấn đề đường chính đoạn mà Trung Quốc đưa ra đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Lãnh đạo Việt Nam có thể đã từ chối lời yêu cầu này và khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Giáo sư Carl Thayer cũng cho biết đã có thông tin về việc Trung Quốc đã tiến hành triển khai 40 tàu và máy bay vận tải đến khu vực khai thác của Việt Nam. Theo ông, rất có thể sẽ có những đụng độ xảy ra tại khu vực này trong vài ngày tới, và nếu điều này xảy ra thì đây có thể là sự kiện nghiêm trọng nhất trong vòng vài năm qua tại Biển Đông. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu cao cấp về chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, ISEAS, viết trên trang của tổ chức này vào hôm 21 tháng 6 rằng
những chuyến thăm gần đây của lãnh đạo Việt Nam tới các nước Nhật Bản và Hoa Kỳ có thể là yếu tố làm ảnh hưởng đến quan hệ Việt-Trung. Cụ thể là chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ vào hồi cuối tháng 5. Tiếp theo sau đó là chuyến thăm của ông Nguyễn Xuân Phúc tới Nhật Bản vào hồi đầu tháng 6. Nhân chuyến thăm này, hai nước đã ký kết các thỏa thuận trị giá 22 tỷ đô la. Phía Nhật Bản đã cam kết cung cấp khoản tài trợ tương đương 350 triệu đô la Mỹ để Hà Nội nâng cấp các tàu tuần duyên và tăng cường khả năng tuần tra biển. Hồi đầu năm nay, nhân chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng tuyên bố sẽ cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần tra mới để trang bị cho lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam. Hồi tuần trước, lực lượng tuần duyên Nhật Bản và cảnh sát biển Việt Nam cũng tổ chức buổi diễn tập chống đánh bắt cá trộm ở Biển Đông. Đây là cuộc diễn tập chung lần đầu tiên giữa hai nước với nội dung này. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc hôm 18 tháng 6 có bài xã luận chỉ trích các bước đi ngoại giao của Việt Nam. Bài xã luận viết, tham vọng của Việt Nam có thể khuấy động đối đầu và làm bất ổn khu vực, và việc Việt Nam thường xuyên trao đổi với Hoa Kỳ và Nhật Bản về vấn đề Biển Đông không nên được coi là việc làm tử tế. Hôm 16 tháng 6, Trung Quốc cũng đưa giàn khoan dầu 981 đến cửa vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc cũng đang đàm phán phân định. Cục Hải sự Trung Quốc cho biết, giàn khoan này sẽ tác nghiệp tại đây trong khoảng thời gian từ 16 tháng 6 đến 15 tháng 9. Cục Hải sự Trung Quốc yêu cầu tàu thuyền qua lại khu vực này trong khoảng cách an toàn là 2 km với giàn khoan. Nhận xét về những diễn biến mới trong quan hệ hai nước vài ngày qua, giáo sư Carl Thayer cho rằng đây là một bước thụt lùi quan trọng trong quan hệ hai nước kể từ sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào gần khu vực quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa hai nước hồi năm 2014. Theo giáo sư Carl Thayer, đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang hung hăng hơn để đáp lại những chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ và Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ quốc phòng và an ninh với hai nước. Và nếu đúng đây là phản ứng của Trung Quốc, thì đây là một phản ứng vụng về và phản tác dụng nhất của Trung Quốc.